Xin chào quý vị và các bạn. Đứng trước mặt chúng ta đây là một cây sung, tác phẩm của Phạm Tuấn Anh, câu lạc bộ Phú Quý, Cẩm Giàng, Hải Dương. Số điện thoại 0347 655 431. Một cái tác phẩm quá đẹp luôn ạ. Quả được trái đều từ dưới gốc lên đến ngọn.